Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tiến hành là nhập dữ liệu cho cái cơ sở quản lý giờ dạy. Thì buổi trước thì chúng ta đã thực hành tạo ra các bảng và tạo mối quan hệ của cái quản lý giờ dạy cấu trúc như thế này. Thì bài tập của chúng ta là có phần dữ liệu thì chúng ta phải tiến hành nhập dữ liệu cho từng bảng. Thì cái phương pháp nhập dữ liệu chúng ta phải phân tích là đơn giản nhất á, là thì chúng ta tiến hành là nhập dữ liệu thì cách thức ta phân tích như sau: cái bảng nào mà dữ liệu nó độc lập và dữ liệu nó được các bảng khác sử dụng thì chúng ta nhập trước, là cụ thể là những bảng nào mà có mối quan hệ một thì chúng ta nhập trước. Thì ở đây ta có bảng là T học hàm, T trường, T lớp học, T năm học, T học kỳ và T môn học là các bảng chúng ta phải nhập trước. Thì chúng ta sẽ tiến hành nhập dữ liệu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập cái bảng là T năm học. Thì để nhập dữ liệu bảng T năm học thì chúng ta chọn cái bảng T năm học và chúng ta nhấp vào nó hai lần. Thì làm lại ha. Hoặc là chúng ta là open á, hoặc chúng ta nhấp vào nó hai lần thì nó sẽ show ra cái bảng cấu trúc cho chúng ta nhập liệu. Thì mã năm học thì chúng ta có năm học 2005/2006 nè. Rồi tiếp tục 2006/2007. 2007/2008. Mỗi lần xong thì chúng ta enter ha. Chúng ta nhớ là nhập dữ liệu phải nhập theo dòng 2008/2009. Sau khi mà ta nhập dữ liệu xong thì ta đóng nó lại. Rồi. Tiếp tục là ta sẽ nhập cái bảng dữ liệu là T học kỳ. Thì có học kỳ 1, học kỳ 2 và học kỳ hè. Ta nhập xong ta đóng nó lại. Tiếp tục ta nhập tới học kỳ ha, học kỳ ta nhấp tới hai lần thì ta có là HK1. Ta nhập dữ liệu là nhập theo dòng nha các em, là học kỳ 1 HK2 là học kỳ 2 rồi HK3 và học kỳ hè. Rồi ta nhập xong ta đóng lại. Tiếp tục là ta nhập dữ liệu cho các bảng là có một chứ nè, T môn học. Thì ta có là 2, 4, 5 dòng. Thì chúng ta tiến hành ta nhập dữ liệu cho 5 dòng đó thì có cái T môn học. Ấn phần nó lên. Thì đầu tiên là ta có môn Anh văn 01, AV01. Tên môn học là Anh văn công chiên. Chúng ta có thể kéo cái cột nó ra cho nó rộng nha. Anh văn công chiên. Số tiết lý thuyết là 60, số tiết thực hành là 0. Tiếp tục là chúng ta nhập cái AV02 là cái Anh văn chuyên ngành kinh tế. Thì số tiết lý thuyết là 60, số tiết thực hành là 0. Cột thứ ba là TH01 là tin học căn bản. Thì có 60 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành. TH02 là tin học quản lý.
thì có 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành. TH03 là cơ sở dữ liệu ACES. Có 30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành. Chúng ta nhập dữ liệu xong thì chúng ta đóng nó lại. Chúng ta tiến hành nhập dữ liệu. Tiếp theo là bảng T lớp học. Bảng T lớp học thì dữ liệu chúng ta là có 6 dòng của T lớp học. Chúng ta tiến hành là nhập dữ liệu bảng T lớp học. Khấu phần lên các em. Thì T lớp học của ta là có KT1, A01, KT1, A01. Chúng ta kéo cái tên lớp này cho nó rộng nha. Trung cấp kế toán khóa 1 lớp 1. Số học sinh là 83 học sinh. Tiếp tục KT1A02 là trung cấp kế toán khóa 1 lớp 2, có sĩ số là 69 học sinh. Tới lớp thứ 3 là KT1A1N1. À, trung cấp kế toán khóa 1 lớp 1 nhóm 1 thì có là 42 học sinh. Rồi. Tương tự như vậy ta có là KT1A1N2. Trung cấp kế toán khóa 1 lớp 1 nhóm 2 có là 41 học sinh. Tiếp tục KT2A01 trung cấp kế toán khóa 2 lớp 1. Tiếp tục KT2A02 trung cấp kế toán khóa 2 lớp 2 có 58 học sinh. Rồi sau khi nhập dữ liệu xong chúng ta đóng nó lại. Ta đã nhập dữ liệu 1, 2, 3, 4 bảng rồi. Thì chúng ta tiếp tục nhập bảng số 1 là bảng trường và bảng học hàm. Bảng trường. Trường các em. DH CT là trường đại học Cần Thơ, là đại học Cần Thơ. DHTD
là đại học Tây Đô. DHIV là đại học Y Dược. Tiếp tục là giao thông vận tải. Trường giao thông vận tải. Rồi. Sau khi nhập xong thì nó đóng lại. Tiếp tục là ta nhập cái bảng học hàm. Học hàm thì ta có là CD là cao đẳng, lương là 25.000, CH cao học 40.000, CN là cử nhân 35.000, KS kỹ sư 35.000, THS thạc sĩ 50.000, TS tiến sĩ 80.000. Thì chúng ta sẽ nhập cái bảng thứ bảy là cái bảng giáo viên này. Sau khi nhập giáo viên thì chúng ta sẽ nhập tên giảng dạy. Thì giáo viên thì có giáo viên 1 tới giáo viên 5. Giáo viên 01. DHCT THS Trương Quốc Bảo. Ta kéo gọng gọng đi. 0983 112233. GV02 DHCT không 0977706657 GV03 DHIV. Không 0976757473 giáo viên 04 KS Trần Thiên Phong. Không 0933868786 GV05
0933 868787. Rồi, chúng ta còn một bảng cuối cùng là bảng giảng dạy. Giảng dạy đây, bảng giảng dạy ha. HK2. KT1. A01. AV01. GV04. 60. HK2. KT1. A02. AV02. GV04. 60. 2006 2007 HK1 KT1 A02 TH03 GV01 30 2006 2007 HK1 KT1 A1 N1 TH03 GV02 2830 2006 2007 HK1 KT1 A1 N2 TH03 GV2 3026 26 27 27 28 rồi 2008 2009 HK1 KT2A01 TH03 GV05 30 30 2008 2009 HK3 KT2A02 TH03 GV05 30 35. Sau khi chúng ta đã nhập
xong hết cái dữ liệu của mình thì mình sẽ tiến hành mình chi vấn, tạo view, tạo form theo bài toán. Thì thầy đã hướng dẫn tất cả các cách nhập liệu tất cả các bảng. Thì đầu tiên mình sẽ nhập dữ liệu những bảng nào mà có mối quan hệ một trước: T năm học, T học kỳ, T môn học, T học hàm, T trường và T lớp. Sau đó thì chúng ta nhập cái bảng giáo viên, và khi có đầy đủ dữ liệu thì ta tiến hành ta nhập cái bảng T giảng dạy.